Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, số trời định đây chính là ba con giáp mà đầu năm ngậm đắng nuốt cay, cuối năm lại hưởng lộc phú quý, thần tài chiếu cố hết lòng. Xem tử vi 12 con giáp cho biết thì trong năm 2020 có 3 con giáp đầu năm hụt hẫng, cuối năm được bù đắp gấp đôi, may mắn vượt bậc. Và bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng xem đấy là những con giáp nào. Con giáp thứ nhất đấy là tuổi Thìn. Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh của rồng, cả đời họ luôn theo đuổi sự quyền lực và giàu có. Ngoài ra tuổi Thìn cũng được trời ban cái bản lĩnh sống phi thường, bất kể gặp khó khăn trắc trở gì thì họ cũng có thể tự mình vượt qua một cách ngoạn mục. Người tuổi Thìn thông minh, tài giỏi, cuộc sống dù thất bại nhưng họ luôn lấy đó làm cái động lực để tiến về phía trước. Tử vi học có nói trong cái năm này tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn trắc trở vào cái giai đoạn đầu năm, từ công việc đến chuyện cuộc sống đã xảy ra nhiều rắc rối thị phi và tài chính cũng gặp nhiều các cái vấn đề. Tuy nhiên thì từ tháng 10 trở đi thì vận may của tuổi Thìn sẽ lội ngược dòng. Những tháng cuối năm, thần tài và quý nhân sẽ chiếu cố tuổi Thìn nồng hậu, dù không thể một lần giải quyết được hết những cái vấn đề khó khăn nhưng tất cả đều có thể chuyển biến tích cực. Đặc biệt, con đường tài vận cải thiện đáng kể và cuối năm nay tuổi Thìn gặp được người dẫn dắt tạo điều kiện làm giàu, xây dựng được cái sự nghiệp vững vàng. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang người con giáp thứ hai, đấy là con giáp tuổi Dậu. Thì những người sinh năm Dậu thường có tính cách phóng khoáng, vui vẻ. Con giáp này làm gì cũng dứt khoát và có chính kiến của riêng mình. Nhờ thế mà hiếm khi bỏ lỡ cái cơ hội để đạt được cái thứ mình muốn. Tử vi phương Đông cho thấy năm nay bản mệnh được cát tinh tham lang chiếu rọi, vận xui chuyển thành may. Ít sự nghiệp cất cánh bay cao bay xa, tiền bạc cũng dồi dào, phú quý hiếm ai bằng. Cơ hội để con giáp này nắm giữ được may mắn không hề ít. Vì thế cuộc sống giàu sang phú quý không hề ở trong mơ mà nằm trong tầm tay của những chú gà. Hơn thế nữa, trong các tháng đầu năm, tuổi Dậu còn nhiều khả năng phát tài nhờ kinh doanh buôn bán, tất cả là nhờ cái duyên tự thân. Thế nên ai theo nghiệp kinh doanh hoặc làm nghề marketing thì đúng là kiếm tiền chẳng ngơi tay. Con đường sự nghiệp cũng có nhiều tín hiệu đáng mừng khi mà bản mệnh dù bề ngoài vui vẻ nhưng luôn giữ cái sự nghiêm túc cần thiết khi làm việc, không hề đùa cợt với chén cơm của mình. Người chăm chỉ cần cù chẳng bao giờ lo đói ăn, ông trời đều có mắt nhìn thấy những cái cố gắng của bạn. Điểm báo tử vi cho thấy người tuổi Dậu là con giáp thành công trong năm 2020. Cả đường công danh và đường tài lộc đều có dấu hiệu đáng mừng. Sau những cái phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ, bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được những cái thành quả do chính bàn tay mình làm ra. Cuộc sống này chẳng lúc nào quá dễ dàng thuận lợi với bất cứ ai, song chỉ cần chúng ta quyết tâm nhìn về phía trước thì chắc chắn hy vọng sẽ luôn còn và thành công cũng không quá xa vời. Thứ ba đấy là tuổi Dần. Trời sinh những người tuổi Dần vốn có cá tính mạnh mẽ, kiên định và luôn có trách nhiệm với những cái quyết định của mình. Người tuổi Dần tham vọng, không ngần ngại đối mặt với khó khăn thử thách để xây dựng cuộc sống sung túc đủ đầy khiến ai cùng ngưỡng mộ. Người tuổi Dần thông minh, tài giỏi và họ có máu liều nên chỉ cần nghĩ rằng việc mình làm sẽ đem lại thành công thì họ sẽ bất chấp. Tuy nhiên trong một giai đoạn nhất định, vận may chưa mỉm cười với người tuổi Dần nên họ buộc phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách. Tử vi học có nói trong cái năm 2020 này, cuộc sống của người tuổi Dần có nhiều thăng trầm, đặc biệt vào đầu năm, công việc không suôn sẻ lại gặp nhiều vấn đề không thể giải quyết. Tuy nhiên bước vào khoảng tầm từ tháng 9 âm lịch trở đi thì vận may sẽ bất ngờ lội ngược dòng. Thì tử vi từ giai đoạn này đến cuối năm, cuộc sống của người tuổi Dần sẽ dễ thở hơn. Họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, những khó khăn đều được cải thiện dần. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy là ba con giáp đầu năm ngậm đắng nuốt cay và cuối năm sẽ hưởng lộc phú quý, thần tài chiếu cố hết lòng. Thì theo tử vi của 12 con giáp cho biết thì trong cái năm này ba con giáp này đầu năm hơi có hụt hẫng nhưng cuối năm được bù đắp gấp đôi, may mắn vượt bậc. Và chúng ta đã biết được đấy là con giáp nào. Và thay mặt ban biên tập của chương trình xin được chúc mừng ba con giáp này. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ luôn gặp được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.
Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.